Chúng ta sang bài luyện tập trung cho 49. Bài 1 tính nhẩm. 6 x 9 bằng 54. 7 x 8 bằng 56. 6 x 5 bằng 30. 28 chia 7 bằng 4. 36 chia 6 bằng 6. 42 chia 7 bằng 6. 7 x 7 49. 6 x 3 18. 7 x 5 bằng 35. 56 chia 7 bằng 8. 48 chia 6 bằng 8. 40 chia 5 bằng 8. Bài 2 tính. 3 là các phép nhân. Mười lăm nhân bảy. Tất nhiên từ phải sang trái. Bảy nhân năm bằng 35, viết năm nhân ba. Bảy nhân một là bảy, viết ba là 10, viết 10. 30 nhân 6. 6 nhân không bằng 0. 6 nhân 3 bằng 18, viết 18. 28 x 7. 7 x 8 bằng 56, 6 x 5. 7 x 2 bằng 14. Thêm 5 là 19. Viết 19. Bốn mươi hai nhân năm. 5 x 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 5 x 4 20, thêm 1 bằng 21. Viết 21. Ý B. 24 chia 2. 2. Chia từ phải sang trái, từ trái sang phải. Chia hàng chục trước còn đơn vị sau. Từ trái sang phải thì 2 chia 2 được 1. 1 trên 2 bằng 2. 2 trừ 2 bằng 0, hạ 4. 4 chia 2 được 2. 2 nhân 2 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. 93 chia 3. Lấy 9 chia 3. 9 chia 3 được 3. 3 nhân 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0, hạ 3. 3 chia 3 được 1, 1 trên 3 bằng 3, 3 chia 3 bằng 0, được 31. 88 chia 4, lấy 8 chia 4 được 2, 2 nhân 4 bằng 8, 8 chia 8 bằng 0, hạ 8. 8 chia 4 được 2, 2 nhân 4 bằng 8, 8 chia 8 bằng 0. 69 chia 3, 6 chia 3 được 2, 2 nhân 3 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0, hạ 9. 9 chia 3 được 3. 3 x 3 bằng 9, 9 trừ 9 bằng 0. Nhận ra đấy, đây tất cả là các phép chia, chia hết. Chúng ta sẽ làm tiếp bài số 3. Bài 3 điền số. Bốn mét 4 decimet thì bằng bao nhiêu decimet? Ở đây 4 đổi sang decimet nên cho nên cái 4 decimet này ta giữ nguyên. Ta sẽ đổi 4 mét này ra decimet, sau đó ta cộng thêm 4 decimet nữa. 4 mét sẽ bằng 40 decimet. 40 decimet cộng với 4 decimet là 44 decimet. Vậy ta viết điền số 44. Một mét 6 decimet. Tương tự như vậy. Cũng đổi ra decimet. Vậy thì 6 decimet ta giữ nguyên, ta sẽ đổi 1 mét ra, sau đó ta cộng thêm 6 decimet nữa.
1 mét sẽ bằng 10 decimet, 10 decimet cộng 6 là 16 decimet. Hai mét 14 cm đổi ra cm. 14 cm đổi ra cm thì không cần đổi. Ta sẽ đổi 2 mét ra đề ra cm, sau đó ta cộng thêm 14 cm nữa. 2 mét 1 mét bằng 100 cm. 2 mét sẽ bằng 200 cm. 200 cộng với 14 bằng 214 cm. Tám mét 32 cm bằng bao nhiêu cm? Ta sẽ đổi 8 mét ra bằng bao nhiêu cm, sau đó ta cộng thêm 32 cm nữa. Ta có 8 mét, 1 mét bằng 100 cm, vậy 8 mét bằng 800 cm. 800 cộng 32 bằng 832 cm. Bài 4. Một tổ trồng được 25 cây. Tổ 1 trồng được 25 cây, tổ 2 trồng được gấp 3 lần số cây của tổ 1. Hỏi tổ 2 trồng được bao nhiêu cây? Gấp 3 lần, gấp bao nhiêu lần thì ta sẽ nhân với số lần, đúng không? Như vậy ở đây gấp 3 lần ta sẽ nhân với 3 lần, nhân với 3. Thì ta sẽ có bài giải. Tổ 2 trồng được số cây là 2 David Hoa. Tên của tổ. Ta lấy 25 x 3 bằng, ta tính ra đặt tính. 3 x 5 15, 5 x 1 3 x 2 là 6, thêm 1 bằng 7, 75 cây. Đáp số 75 cây. Chúng ta cũng có thể trả lời câu trả lời khác, đó là số cây tổ 2 trồng được là 5. Đo độ dài đoạn thẳng AB. Thì B, vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng 1/4 độ dài đoạn thẳng AB. Bài 5. Thì A, ta đo độ dài đoạn thẳng AB xem bao nhiêu cm. Ấy, thước này là thước 10 cm, cho nên là nó sẽ không đủ để đo. Nếu chúng ta phải dùng thước 20 cm, thước dài ấy. Ra to từ 0. Đây là số 10, đúng không? Chúng ta thấy là đến 10 là 10 cm rồi, đúng không? Ta sẽ đo tiếp từ 10 đến B nữa, là 2 cm nữa. Vậy 10 cộng 2 là 12 cm. Còn nếu như chúng ta đo bằng thước 20 cm thì chúng ta sẽ đặt số 0 trùng với đây, và ở đây nó sẽ là số 12. Vậy nó sẽ là 12 cm. Như vậy đoạn AB này là 12 cm. B. Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng 1/4 độ dài đoạn thẳng AB. Bây giờ phải tìm xem độ dài đoạn thẳng CD là bao nhiêu. Bằng 1/4 của đoạn thẳng AB là bằng bao nhiêu? Muốn tìm 1/4 của đoạn thẳng AB, ta sẽ lấy đoạn thẳng độ dài của đoạn thẳng AB chia cho 4. Ta sẽ có đoạn thẳng CD dài là 12 chia 4 bằng 3 cm. Vậy ta sẽ vẽ độ dài thẳng AD, CD là 12 cm, là 3 cm. Vẽ độ dài thẳng CD là 3 cm. Ta chấm một điểm, đặt số 0 trùng với điểm đó. Và từ 0 đến 3, số 3 ta chấm một chấm, đúng không? Vậy ta sẽ nối hai điểm này với nhau. Đoạn này là 3 cm, ta viết CD và đến 3 cm bên trên.